sập tường công trình đang xây, 5 công nhân thiệt mạng. Bức tường nhà kho của một công ty đang xây dựng nằm trong khu công nghiệp Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long bất ngờ bị sập, khiến 5 công nhân tử vong, 3 người bị thương. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 3 tại công trình đang xây dựng của một công ty nằm trong khu công nghiệp Hòa Phú. Thời điểm này, nhiều công nhân đang làm việc thì bức tường đổ sập đè lên người nhóm công nhân. Lực lượng cứu hộ cùng công an, bộ đội ở tỉnh Vĩnh Long đã đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Bước đầu xác định có 5 người tử vong và 3 người bị thương. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và ban giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ. Công an đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Long nói. Ông Lê Phi Long, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Long Hồ cho biết, qua báo cáo ban đầu, nơi xảy ra tai nạn là công trình của một công ty do nước ngoài đầu tư, nằm trong khu công nghiệp. Trong khi xây dựng bức tường cao hơn 10 mét, các công nhân đang tô tường thì bị sập dẫn đến tai nạn. Lúc đó tại công trình có khoảng 10 công nhân đang làm việc, ông Long nói. Danh sách 5 nạn nhân tử vong gồm Ngô Thanh Bình, 42 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, Võ Văn Thao, 48 tuổi, Lưu Thị Đào, cùng ngụ huyện Tam Bình, Hồ Tân Lập, 19 tuổi. Và Trịnh Văn Thế, 52 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ. 3 nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ông Lê Phi Long nói và cho biết, trước mắt huyện có bước hỗ trợ ban đầu, cho người mất là 2 triệu, người bị thương là 1 triệu.